dù Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch sau khi ghi nhận sự sụt giảm của các ca mắc mới, vẫn có nhiều quốc gia đang đối phó với dịch bệnh một cách thận trọng. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trong những ngày đầu đại dịch COVID-19 mới bùng phát, các nhà khoa học đã đưa ra một thông tin rằng virus SARS-CoV-2 biến đổi từ từ. Nếu được phát hiện, vaccine ngừa COVID-19 có thể không cần cập nhật thường xuyên theo thời gian. Xét với thực tế hiện nay, Nhận định này có vẻ đã lạc quan quá mức. Trên thực tế khi lây lan rộng khắp hành tinh, virus SARS-CoV-2 đã không ngừng đột biến, tạo ra các biến thể và biến thể phụ, phá hỏng những nỗ lực của con người nhằm kiểm soát hoàn toàn virus. Hai năm rưỡi sau khi lần đầu tấn công và xâm nhập vào cơ thể người, virus SARS-CoV-2 vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Theo các nhà virus học, vốn theo dõi chặt chẽ virus SARS-CoV-2, dù đã đột biến rất nhiều lần, song hiện virus SARS-CoV-2 vẫn còn nhiều không gian thay đổi. Điều này có nghĩa là virus vốn rất dễ lây lan này còn có thể càng dễ lây lan hơn. Nhà virus học Robert F. Gary thuộc Đại học Tulane khẳng định, virus SARS-CoV-2 có những mánh khóe mà các nhà khoa học chưa từng chứng kiến. Bằng chứng là mới đây nhất, Omicron đã tạo ra biến thể phụ BA.2.121. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, Nghiên cứu sơ bộ cho thấy, biến thể BA.2.121 có khả năng lây lan cao hơn khoảng 25% so với biến thể phụ BA.2 cũng của Omicron vốn đang chiếm ưu thế chủ đạo tại Mỹ. Phát biểu với báo giới trong lễ nhậm chức mới đây, điều phối viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề Covid-19, ông Aziz Ziya khẳng định: Hiện nước Mỹ đang phải chứng kiến một biến thể rất dễ lây lan và rất khó để đảm bảo sẽ không có ai mắc Covid-19 ở Mỹ. Đơn cử BA2-121 dễ lây lan hơn người Anh BA2, vốn có tốc độ lây nhiễm cao hơn Omicron. Còn Omicron lại dễ lây lan hơn Delta, và Delta lại dễ lây lan hơn Alpha cũng như các biến thể trước đó. Hệ miễn dịch của con người sẽ sản sinh ra kháng thể từ việc tiêm vaccine hoặc đã từng lây nhiễm trước đó để vô hiệu hóa virus khi xâm nhập vào cơ thể người. Tuy nhiên, các đột biến khiến cho virus có thể né tránh tuyến phòng thủ của hệ miễn dịch. Ông Michael T. Osterholm, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Minnesota, nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 biến đổi nhanh hơn nhiều so với ước tính của các nhà khoa học. Tình huống xấu nhất là một biến thể mới hoặc biến thể do tái tổ hợp xuất hiện khiến cho các vaccine hiện nay không còn hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh diễn tiến nặng. Tuy nhiên, khá may mắn là cho đến nay, điều này vẫn chưa xảy ra.